Mình sẽ gửi tạm chiêu cuối lên cho Teo Nát nha. Xem lần này có trúng hay không. Trúng hay không Teo Nát ơi? Trúng rồi Teo Nát. Trời ơi, làm choáng rất lâu các bạn ạ. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình lạc trôi sang máy chủ thử nghiệm Lego bài Việt Nam để có thể test cho tất cả các bạn một vị tướng xạ thủ hoàn toàn mới. Một vị tướng xạ thủ mang tên là Vị. Thật ra thì cách phát âm của mình không được chuẩn cho lắm đâu các bạn ơi. Nói chung là mình nói theo cách hiểu của mình thôi. Các bạn nào biết cách gọi tên của vị tướng này có thể để lại bình luận bên dưới. Để những video clip sau mình sẽ không phải mắc phải cái cách nói tên của vị tướng này. Nó kiểu ngớ ngẩn như thế này nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về nội tại. Nội tại của vị tướng này đó là 3 đòn đánh thường sẽ được cường hóa. 1, 2, 3. Bắt đầu cường hóa này, bắn nhanh hơn, bắn được nhiều viên đạn hơn cùng một lúc. Đó, bây giờ mình sẽ nói theo cách hiểu của mình để cho mọi người có thể biết rõ được. Đấy, còn khi mà kích hoạt chiêu 1 của vị tướng này thì nó sẽ bắn được nhiều mục tiêu cùng một lúc nhá. Nhưng mà chỗ này thì có một con quái này thôi thì mình sẽ không thể bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc đâu. Trời ơi anh em ơi, anh em thế này thì mình anh làm sao nổi. Đường nào cũng đẩy lên cao như thế này, thử ra đường giữa xem sao. Tình hình là đường giữa cũng không có ăn các bạn ạ, tại vì chả có ai đây, có Diêu thì chịu, mình không bắt được Diêu. Nhưng mà đường trên, cứ gửi tạm chiêu cuối lên bên trên. Nhưng mà hình như là hơi sai tọa độ. Sai rồi. Sai rồi các bạn ơi. Chiêu cuối của vị tướng này bắn khá là giống John. Nhưng mà một cái điểm không lợi đó là chiêu cuối bắn đi rất là chậm các bạn ạ. Chiêu cuối của vị tướng này đi rất là chậm nha. Cẩn thận đang có Diêu kìa. Đó, nó bằng trụ luôn mới sợ chứ. Trời ơi, nó cơ động lắm, không giết nổi luôn. Thôi, VDS này bình tĩnh. Bình tĩnh bạn ơi. Chết em rồi, cố gắng lách thôi các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là cái sát thương của vị tướng này, của vị tướng xạ thủ mới này, thời điểm đầu game không được mạnh nhá. Theo như bản thân mình nghĩ là vị tướng này đầu game rất là yếu, nhưng mà late game thì nó lại khác hoàn toàn các bạn ạ. Chiêu cuối vị tướng này bắn ra, nói chung là toàn map. Các bạn cần phải căn chuẩn làm sao để giúp cho đồng đội có được ưu thế. Đây, mình thử xem. Mình sẽ gửi tạm chiêu cuối lên cho Teo Nát nha. Xem lần này có trúng hay không. Trúng hay không Teo Nát ơi? Trúng rồi Teo Nát. Trời ơi, làm choáng rất lâu các bạn ạ. Tối đa làm choáng sẽ rơi vào khoảng 3,5 giây. Đó. Cái khoảng thời gian làm choáng nó sẽ phụ thuộc vào khoảng cách các bạn bắn chiêu cuối. Các bạn đứng càng xa các bạn bắn thì các bạn sẽ làm choáng đối phương càng lâu. Còn các bạn đứng gần thì các bạn làm bắn chiêu cuối thì nó làm choáng rất là nhanh nhá. Uầy, chưa gì được Teo Nát khen rồi. Hạnh phúc quá các bạn ạ. Test từ mới được đồng đội khen thế này. Thôi nào, làm gì mà căng thế. Mọi người có thể nhìn thấy cái tác dụng của chiêu 2 sau khi vừa xong mình sử dụng khi mà đối đầu với VRS đúng không? Chiêu 2 của vị tướng này khá là lợi nha mọi người nhá. Kích hoạt chiêu 2 vừa được tăng tốc độ di chuyển, kèm theo khi mà các bạn kích hoạt chiêu 2 các bạn bắn một phát là nó sẽ bị làm chậm. Đặc biệt nó sẽ được bất tử trong phút chốc. Solo đạn không bạn ơi? Trời ơi, VRS cho mình xin một mạng nào Teo Nát ơi. Ây da, hình như là mình có duyên đánh support với vị tướng này thì phải. Hỗ trợ nhiều hơn là ăn mạng, tranh thủ ép luôn trụ này. Thật sự là ngoại hình của vị tướng này nó khá là giống cái phong cách cầm súng của Violet các bạn ạ. Cũng là hai súng. Nào ép luôn này. Đời cùng giết tận luôn. Chả nhẽ là mình không ăn được một... số Teo Nát ăn mạng ghê thế nhở. Đang có Diêu nhá, từ từ bạn ơi. Đang có Diêu đây, mình cứ gửi tạm chiêu cuối làm choáng cứu bạn này. Đó, nhưng mà thôi xong rồi. Thôi, để mình ra trả thù cho bạn cho. Dăm ba Diêu ạ, Diêu nó có liềm. Diêu chết. Tiếp tục là Veret. Cân luôn cả Veret. Trời ơi, nhưng mà nó mạnh không kém các bạn ạ. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh chị ơi. Thôi xong tôi rồi.
Mình sẽ nói lại cái chiêu 2 của vị tướng Lavi này nha. Chiêu 2 của vị tướng này các bạn cứ hình dung như là Veret nó sử dụng kỹ năng khống chế mình đúng không? Nó sử dụng chiêu 2 nó kéo xích, hoặc là chiêu Vân bổ chiêu cuối đúng không? Thì trong khoảng thời gian đấy các bạn kích hoạt chiêu 2 của vị tướng Lavi này đúng lúc, đúng thời điểm, thì bản thân của vị tướng xạ thủ này sẽ không bị chịu sát thương, tại vì nó được bất tử trong thoáng chốc mà. Đấy là một cái điểm lợi. Các bạn cần phải sử dụng chuẩn xác thành công thì các bạn sẽ không phải sợ chiêu cuối của Triệu Vân hay là khống chế của mấy cái con như là Veret các kiểu các bạn ạ. Đó. Còn chiêu cuối của vị tướng này thì các bạn cũng đã xem rồi, đứng từ xa bắn, nhưng mà nó lại không gây sát thương lên quái các bạn ạ, không gây sát thương lên lính, mà chiêu cuối chỉ gây sát thương lên tướng địch khi mà làm tráng được. Ông Diêu này hổ báo băng trụ đấy nhở, cứ băng đi rồi mình. Nhưng mà nó cơ động quá các bạn ạ, bắn rất là nhanh. Vị tướng này mang phù hiệu tinh linh mình cảm thấy khá là chuẩn các bạn ạ, tại vì là tốc đánh của vị tướng này cao, ổn định. Vị tướng này mới ra mắt thôi, thế nên là cần được điều chỉnh nhiều. Đó, bây giờ chưa hẳn là sức mạnh thật của nó đâu. Sao nào, bây giờ mù mắt tôi quá, chạy đi đâu. Một mạng nữa. Rồi, cứ tưởng đi cùng Teo Nét là mình không ăn được cái mạng nào. Ok, hai mạng thôi nhá. Bắt đầu trong quá trình xanh này. Vị tướng này thời điểm đầu khá là yếu, mình đã nói rồi, khi mà cần có 3-4 đồ là bắt đầu mạnh. Anh em vào đây, mình cứ đứng bên ngoài mình rỉa thôi. Đó, bắn liên hoàn. Kích hoạt chiêu 1 là bắn nhiều mục tiêu cùng lúc. Thêm một mạng nữa, trời ơi, 3 mạng rồi. Nhưng mà không nhìn thấy Diêu tim bạn đâu nên từ từ. Chưa biết Diêu tim bạn đâu các bạn ạ. Đây đây, Diêu đây này. Trời ơi, mình cứ tưởng Diêu đi thẳng, thế là mình bắn chiêu cuối mà xịt mất rồi. Thôi bỏ đi. Nói qua về trang bị cho vị tướng này nhá. Đầu tiên mình lên trang bị đi rừng, đó là cung báo tố, để giúp cho vị tướng này có đạt được cái tốc độ đánh cao, để dễ dàng kích hoạt được cái nội tại. Nội tại vị tướng này là 3 đòn đánh thường là sẽ được cường hóa mà, là các bạn sẽ đoán được nhanh hơn và nhiều hơn như thế này. Đó. Tiếp theo là giày, giày du mục nha. Các bạn có thể lên giày tùy chọn, tùy các bạn thôi. Sau đó là mình sẽ đóng ra là thánh kiếm. Chắc chắn vị tướng này có phải lên thánh kiếm rồi. Hiện tại thì mình đã lên thành công được thánh kiếm rồi nha. Sau thánh kiếm sẽ là thương xuyên phá và cung tà ma. Trang bị tiếp theo là giáp bầu mệnh. Khi mà lên được cái cung tà ma thì mới phát huy được độ ảo diệu. Choáng nó thôi. Đấy, choáng nó phải chuẩn như vậy. Hai cái choáng liền các bạn ạ. Khổ thân. Đứng bên ngoài mà rỉa thôi. Trời ơi, một mình anh cân hết. Cân sạch. Nhưng mà sao nó trâu thế? Một mạng tiếp tục nào. Vào đây băng trụ đi. Băng trụ. Ồ, nó băng trụ thật à. Úi giời ơi, đổi mạng làm cái gì. Mình vẫn có lợi các bạn ạ. Tại vì là mình chết sau quyền vương, thế nên là mình vẫn còn được cái con bùa xanh. Nhưng mà quyền vương vừa xong băng trụ là lợi, tại do bạn ấy chấm dứt được mình. Hiện tại thì phiên bản thử nghiệm ra mắt hai vị tướng mới, và hiện tại mình đang test được vị tướng đầu tiên rồi. Video clip sau thì mình sẽ test vị tướng Ata, Zata nha mọi người. Để mình xem chiêu cuối. Đây, các bạn nhìn tốc độ bắn từ chiêu cuối này, rất là chậm luôn các bạn ạ, không được nhanh như Zone đâu. Cái chiêu cuối của vị tướng này kiểu như là Zone thì bắn một phát là nó lao rất là nhanh, nhưng mà chiêu cuối của vị tướng Lavi này thì nó rất là chậm các bạn ạ. Được cái là choáng 3,5 giây nếu mà chúng từ xa. Thì khi mà các bạn hỗ trợ đồng đội cướp rừng hoặc là đi gánh rất là tốt, kiểu như là phát động giao tranh ấy. Rồi, có thương xuyên phá đấy rồi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là chí mạng nổ liên tục. Nào, để mình gửi tạm chiêu cuối lên. Chúc, ôi trời ơi, chúng sứ và thanh niên kia nó đang bật chiêu 2. Thế nó sẽ không bị làm choáng các bạn thấy chưa? Lavi team bạn vừa xong là bật chiêu 2, đúng lúc của mình bắn chiêu cuối vào người, thế là nó sẽ không bị làm choáng. Nó được bất tử trong thoáng chốc mà. Ngộ không làm cái gì? Tiếp tục nào, bắn tiếp. Tầm này là cân sạch, cân nết, kể cả Zil vào đây. Veret chết này, tầm này là đi vét mạng các bạn ạ. Zil bắn lên bờ xuống ruộng, đuổi Zil luôn nhá. Mình có bùa đỏ là làm chậm được rồi. Zil chết. Ơ, Teo Nét ơi. Tôi không sao. Nào, tiếp tục. Một lời khuyên dành cho các bạn khi mà đánh vị tướng này. Nhưng mà người biết thì trước khi bắn được nhanh thì vị tướng này cần phải có 3 đòn đánh thường khá là chậm. Đấy các bạn thấy chưa? Thì trước khi vào giao tranh, mọi người cố gắng làm sao bắn thường vào mục tiêu nào đó đi đã, để cho nó kích hoạt được nội tại. Và sau đó là trong giao tranh các bạn sẽ được bắn liên hoàn. Chứ còn nếu mà các bạn không kích hoạt từ bên ngoài, các bạn trong giao tranh các bạn bắn nội tại, à bắn kiểu bắn tường 3 phát thì nó rất là lâu các bạn ạ. Ủa không làm gì đây? Trời ơi.
Sao nó cứ gõ teo nét đấy nhở? Nào, cần cả Veret. Vừa sau thì mình sợ bạn tới thời điểm đầu thôi nha. Bây giờ thì không sợ đâu. Ôi, Veret bốc ơi. Ok, hiện tại mình có cả cung tà ma rồi. Thật ra thì cái cung tà ma này cũng lợi, nhưng mà gặp Zil thì mình cũng bốc hơi nhanh lắm. Tại vì là Zil nó dồn một phát là mình không kịp kích hoạt cung tà ma là mình chết luôn rồi. Thế nên là gặp Zil cũng phải té té ra nha. Đấy, cố gắng làm sao trong giao tranh, trước khi vào giao tranh kích hoạt nội tại trước, sau đó vào giao tranh rồi các bạn sẽ bắn được liên hoàn. Tập này là mình let game rồi nha. Let game rồi. Nào, đánh luôn. Là vì team bạn chết rồi, gặp ngay Zil rồi anh ơi. Ui, tơ tơ, bắn được. Vẫn giết được Zil các bạn ạ. Hên quá trời. Mình cứ nghĩ là mình sẽ phải nằm xuống tiếp phát nữa. Giờ cứ đẩy thẳng thôi. Có cung tà ma thì mình cũng không phải sợ cái gì các bạn ạ. Chỉ sợ Zil, nhưng mà Zil bây giờ chưa hồi sinh. Có cơ hội chúng ta sẽ ép luôn trụ đường giữa này. Có quyền vương là sao anh em, anh cẩn thận nha. Cố gắng làm sao lấy luôn trụ đường giữa đã. Nhưng mà sắp hết lính rồi. Thôi tôi té đi bạn ơi, team bạn ra rồi. Về tu len hay về một mạch luôn đi. Zil nó đằng sau sợ lắm. Không thì tranh thủ team mình đang đông người đây thì ăn luôn cái con tà thần các bạn ạ. Ăn luôn tà thần bây giờ cũng được. Thi thoảng nổ 2.300 chí mạng chứ. Uầy. Trước khi kích hoạt nội tại thì chí mạng được 2.300, nhưng mà sau khi kích hoạt được nội tại thì nó phải chia sát thương thôi các bạn ạ. Nó bắn chí mạng liên tục nhưng mà chí mạng nó chỉ có 600 các kiểu thôi các bạn ơi. Chán được rồi đó. Rồi xong rồi. Đấy chưa, tèo nát chết rồi, rất là nhanh. Bắt Zil này anh em ơi, Zil không còn chiêu cuối thì Zil rất phế. Zil, ôi giời, vẫn chạy được ạ. Solo mình có cung tà ma mà. Khổ lắm cơ. Ôi chắc có lẽ là mình lên đây mình đẩy thẳng luôn đây. Đẩy thẳng kết thúc luôn nha. Ngộ không tim bàn đang đẩy lẻ rồi. Tốc độ đẩy trụ rất là nhanh các bạn ạ. Ok. Lấy nốt cái từ từ ngộ không ra. Ngán ngộ không quá cơ, em còn giáp bông mạnh mà. Trời ơi, bất lực hoàn toàn. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha. Đây là sức mạnh của vị tướng mới, vị tướng xạ thủ có khả năng khống chế từ xa. Cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.